Một mùa giải chuyển nhượng nữa đang diễn ra. Thắc mắc bao lâu nay về chính sách chuyển nhượng của gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain vẫn chưa được giải đáp. Bạn còn nhớ hình ảnh cách đây 2 năm chứ? Achraf Hakimi, Wijnaldum, nhà vô địch Euro 2020 Donnarumma, Ramos và tất nhiên là cái tên đình đám nhất Leo Messi. Nhưng cũng từ đó đến nay thành Paris vẫn mãi chưa có được điều mà họ khao khát. Đương nhiên vô địch quốc nội thôi chắc chắn là không đủ với giới chủ và các cổ động viên nước Pháp. Tham vọng của họ thì ai cũng biết. Quay trở lại với hiện tại trong bối cảnh mà Messi tới Mỹ, Ramos ra đi, Paris Saint-Germain đang hoạt động tích cực trên thị trường mua bán để bù vào những khoảng trống trong đội hình. Lần lượt là Lucas Hernandez từ Bayern Munich với 45 triệu euro, Manuel Ugarte từ Lisbon với 60 triệu, Lee Kang-in từ Mallorca với 22 triệu. Ngoài ra họ còn có được sự phục vụ của Marco Asensio, Milan Skriniar và Che Endo dưới dạng cầu thủ tự do. Dẫu cho chưa chính thức ra mắt, nhưng gần như chắc chắn họ đã là người của Paris. Nhìn tổng quan vào 6 gương mặt kể trên, không cái tên nào thực sự là sao số. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách mua bán ở những mùa trước của Paris Saint-Germain. Nhưng điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là họ có thể mang lại những gì cho đội bóng này. Messi ra đi và Paris Saint-Germain chọn Marco Asensio là người thay thế. Tiền đạo cánh người Tây Ban Nha rõ ràng đã thể hiện được đẳng cấp của mình trong màu áo đội bóng hoàng gia. Cũng thuận chân trái, cũng chơi cánh phải như Leo, nhưng điểm khác biệt ở đây là Asensio bám cánh nhiều hơn. Tiền vệ 27 tuổi không phải một mẫu cầu thủ kiến thiết. Enrique tất nhiên sẽ biết mình có thể làm gì với Asensio khi cả hai đã từng có thời gian làm việc cùng nhau trong màu áo đội tuyển. Một vấn đề khác ở mùa giải trước đó là đội bóng nước Pháp không có phương án backup mỗi khi Leo không thể thi đấu. Điều này sẽ được giải quyết với sự xuất hiện của Messi Hàn Quốc Lee Kang-in. Tiền đạo này đang có phong độ khá cháy mùa vừa rồi khi có cho mình 6 bàn thắng cùng 7 kiến tạo trong màu áo của Mallorca. Lee Kang-in và Asensio sẽ là hai sự lựa chọn chất lượng ở vị trí tiền đạo cánh trái cho cựu huấn luyện viên của Barcelona. Tương tự là sự bù đắp đến từ Milan Skriniar cho trường hợp của Sergio Ramos. Đẳng cấp của tiền vệ Inter đã được khẳng định không chỉ ở Serie A mà còn là đấu trường UEFA Champions League. Khả năng phòng ngự của Skriniar không cần phải bàn tới quá nhiều khi anh luôn là một trong những chốt chặn uy tín nhất ở nửa xanh thành Milan. Khả năng chơi chân của tiền vệ người Slovakia cũng được đánh giá rất ổn và việc Luis Enrique sẽ sử dụng anh hiệu quả là điều có thể dự đoán trước được. Vị trí cánh trái ở Paris hiện đang có Joao Bernat và Nuno Mendes. Bernat chưa bao giờ được đánh giá cao với bất lợi về thể hình nhỏ con cùng chuyên môn được nhận xét là chưa đủ. Với Nuno Mendes, anh chàng này có tốc độ, có sự nhiệt huyết, nhưng cái anh thiếu là kinh nghiệm ở những trận cầu quan trọng. Đồng thời, chuyên môn của hậu vệ cánh người Bồ cũng cần phải được cải thiện thêm. Và Lucas Hernandez sẽ thực sự là một sự bổ sung chất lượng ở vị trí này, đồng thời là ở hàng phòng ngự Paris, khi cựu cầu thủ của Bayern có thể thi đấu ở vị trí trung vệ nếu cần thiết. Sự đa dạng các vị trí là một điều Luis Enrique rất ưa thích. Nó cho ông thầy người Tây Ban Nha nhiều sự lựa chọn trong cách triển khai các sơ đồ chiến thuật. Với kinh nghiệm cùng đẳng cấp đã được thể hiện của mình, Lucas hứa hẹn sẽ là một mắt xích quan trọng trong mùa giải tới của đội chủ sân Parc des Princes. Như vậy, hàng thủ thiếu người Paris mua, hàng công thiếu người Paris cũng mua, hàng tiền vệ dù không thiếu nhưng họ vẫn phải mua. Với việc cả Paredes cùng Wijnaldum sẽ trở về khi kết thúc thời gian cho mượn, hàng tiền vệ của đội bóng nước Pháp lúc này ngoài hai cái tên kể trên, còn đó là Verratti, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, Renato Sanchez và Danilo. Tương lai của các cái tên kể trên vẫn chưa rõ ràng. Chỉ mình Verratti được đồn đoán rằng sẽ ra đi trong thời gian tới đây. Nhìn vào tuyến tiền vệ của Paris đúng là chỉ thấy số lượng, còn chưa thấy được chất lượng đâu. Đặc biệt là với vị trí tiền vệ trụ, Danilo và Renato Sanchez không thể khiến các cổ động viên đội bóng nước Pháp yên tâm. Hơn nữa, Luis Enrique chưa bao giờ ưa thích sử dụng mẫu tiền vệ trụ dạng công nhân kiểu vậy. Thứ mà Enrique cần là Manuel Ugarte, dẫu cho tiền vệ người Uruguay còn khá trẻ khi năm nay anh mới 22 tuổi. Nhưng sự thật là Ugarte đúng là thứ vị huấn luyện viên này tìm kiếm. Lối chơi của Ugarte gần như tương tự với hai cậu học trò cũ của ông là Busquets và Rodri. Ugarte vừa trải qua một mùa giải xuất sắc cùng Sporting Lisbon. Cụ thể, theo trang thống kê Fbref, tiền vệ phòng ngự người Uruguay đã thực hiện tổng cộng 121 pha tác bóng ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, trong đó có 69 pha tác bóng thành công, 37 pha tác bóng ở phần sân nhà, 61 pha tác bóng ở khu vực giữa sân và 23 pha tác bóng ở khu vực hàng tấn công. Không chỉ có thế, Ugarte còn được đánh giá rất cao với những đóng góp trên mặt trận tấn công. Theo SofaScore, anh đã thực hiện trung bình 46,7 pha chuyền bóng chính xác trong một trận, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 92%. Đồng thời, anh chàng còn khá linh hoạt ở các vị trí trên sân khi sở hữu khả năng di chuyển không bóng cực tốt. Ugarte có thể thi đấu đa dạng nhiều vị trí ở khu vực trung tuyến nhằm thích nghi với những sự thay đổi về mặt chiến thuật cũng như đội hình. Điều này tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho Luis Enrique. Cái tên còn lại là Che Endo, một cái tên khác ở tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, bản hợp đồng này được đánh giá mang tính tương lai nhiều hơn khi anh chàng chỉ mới 18 tuổi.
Tổng quan lại, đã có rất nhiều sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng của gã nhà giàu nước Pháp. Thứ nhất, họ bắt đầu quan tâm hơn tới việc bổ sung những cái tên dù không phải sao số nhưng nó cần thiết với đội bóng. Tiếp theo, Paris đang hướng tới việc xây dựng một câu lạc bộ đúng nghĩa. Không chỉ là sự có mặt của Luis Enrique mà 6 bản hợp đồng kể trên cũng là những cầu thủ nhằm mục đích xây dựng một đội bóng đoàn kết. Cuối cùng, đây là những bản hợp đồng mang ý nghĩa tương lai rất nhiều. Paris không ăn sổi nữa, không còn là những siêu sao ngoài 30 như Messi, Ramos trước đó. Những cái tên kể trên có thể gắn bó với câu lạc bộ ít nhất là trong 3 tới 5 năm tới. Tất nhiên rằng, Paris Saint-Germain không phải là không còn những ngôi sao số trong đội hình của mình. Những Neymar, Kylian Mbappe vẫn còn ở đó. Đã từ lâu, rất nhiều thông tin cho rằng đội bóng nước Pháp muốn đẩy Neymar đi. Nhưng vướng mắc khi hợp đồng đôi bên còn tới năm 2027 và lại trông như không có đội bóng nào để ý tới anh. Tương lai của Mbappe vẫn là một dấu hỏi lớn, câu chuyện đi hay ở của chàng cầu thủ này vẫn chưa được sáng tỏ. Giờ ta giả sử cả hai đều sẽ ở lại, vậy Luis Enrique sẽ sử dụng hai siêu sao này cùng với tân binh ra sao? Tất nhiên câu trả lời thì chỉ có thời gian và Enrique mới thực sự biết. Nhưng mọi thứ xem chừng là khá khả thi. Đây không phải là lần đầu Enrique làm việc với các sao số. Chính ông cũng đã từng dẫn dắt Neymar trong giai đoạn cả hai ở Barcelona. Việc dung hòa những cái tôi trong phòng thay đồ của vị huấn luyện viên này cũng được đánh giá cao. Tất nhiên, khi chọn đến nước Pháp, Enrique biết mình sẽ phải làm gì, nhất là với trường hợp của Kylian Mbappe. Một vài phương án để sử dụng Mbappe hiệu quả, điển hình như việc kéo Neymar về thi đấu tự do, đồng thời đẩy cậu bé vàng ra vị trí cánh sở trường. Sự trợ giúp phía dưới có thể là của đồng hương Lucas Hernandez sẽ giúp ích rất nhiều cho Kylian. Một phương án khác đó là Mbappe sẽ tiếp tục được chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Hai bên cánh lúc đó sẽ là Neymar cùng Asensio. Bộ ba này cũng đáng chờ đón nữa chứ. Asensio rõ ràng không cần nhiều bóng như Messi. Lúc đó cả Neymar và Mbappe đều có thể thay phiên nhau làm nhân vật chính trên hàng công của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên đó là trong trường hợp Kylian ở lại. Câu hỏi tương tự là nếu Kylian ra đi thì sao? Chưa biết tới đây Paris Saint-Germain có bổ sung thêm tiền đạo nào không khi họ chỉ còn có Hugo Ekitike. Tuy nhiên Ekitike mới chỉ 22 tuổi, cùng với việc không được ra sân thường xuyên, cơ hội để tiền đạo này đáp ứng kỳ vọng của Enrique là rất khó. Dĩ nhiên câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi Mbappe rời đi. Luis luôn nổi tiếng trong xây dựng lối chơi tập thể, ở đó cầu thủ nào cũng có thể là hạt nhân cho các tình huống tấn công của đội. Cựu huấn luyện viên của Barca cũng được biết tới với phong cách chơi số 9 ảo của mình. Chính Asensio là người đã từng được vị huấn luyện viên này sắp xếp đá cắm trên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Nhưng nếu Kylian rời đi thật thì mình nghĩ rằng đội bóng nước Pháp cần bổ sung sớm vị trí tiền đạo khi mà các tân binh đã làm rất tốt công việc ở phía dưới. Việc họ tìm được đầu ra là một vấn đề cực lớn. Điều này ta đã từng chứng kiến khi Enrique làm việc trên tuyển Tây Ban Nha. Thêm nữa, những Neymar, Asensio đều cần những khoảng trống để xi nhan rẽ vào trong. Việc có một tiền đạo đủ kinh nghiệm, biết cách làm tường, biết tạo không gian cho những đồng đội là điều vô cùng cần thiết. Kết lại, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói đến sức nặng của Enrique và những tân binh của Paris Saint-Germain, bởi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện đi hay ở của những cái tên khác. Tuy nhiên, với những thay đổi mới mẻ, Champions League mùa tới đáng để chờ đợi màn trình diễn của họ mà.